rồi, nhưng mà cái da vẫn bị khô và nó bị chảy xệ. Đó, thì sau khi nhờ bác sĩ Trung, Võ Thành Trung ở thẩm mỹ viện La Ratio 182 Điện Biên Phủ quận 3 giúp CD list nó lên, nhưng về vẫn ok, phải bảo hành nó đúng không chị? Thì tất nhiên là CD dùng cái mỹ phẩm đó. Và sau một thời gian thì một tháng thì quý vị thấy nè, có xinh không ạ? Có ai dám nói không đâu, làm gì ai dám nói không. Đó cho nên là CD mới thấy là quá tốt, mà cái giá rất rẻ, không có đắt, chất lượng, vâng, chất lượng quốc tế nhưng mà giá là giá Việt Nam. Đấy, sản phẩm nó sản xuất từ, nó làm ra từ cái lòng tử tế, cái sự tử tế của Xuân Lan. Cho nên CD giới thiệu hộ thôi, và đồng thời là fan của CD, CD muốn mọi người được xinh đẹp giống như mình. Cho nên nói thì chạy nói thế chết em, mày muốn ai mà mời em. Đấy, thế chưa, đấy còn tranh thủ livestream chưa đủ, đây trực tiếp luôn, vừa quảng cáo thẩm mỹ viện La Ratio, vừa quảng cáo là còn cái này. Hôm nay em mới gặp cô Cindy ở đây, tôi kể với quý vị cái chuyện như thế này, thì tôi không biết Cindy còn nhớ không, cũng lâu lắm, mười mấy năm rồi. Tức là như thế này, mười mấy năm trước thì có lần tôi có viết một cái bài báo Tết, thì trong cái bài báo đấy thì có một cái phần nói về Cindy như là một cái hiện tượng rất là thú vị sân khấu ca nhạc khi đấy. Thì tôi có nói rằng có một cái điểm mà tôi nhận thấy của cô Cindy, và chắc quý vị ở đây cũng thấy, là cô này có một cái sự thông minh rất đặc biệt, cô biết cách là làm chủ cuộc đời của mình và cả sự nghiệp của mình nữa. Thì tôi có nhấn mạnh cái sự thông minh đấy, và tôi có nói là tuy nhiên nếu như mà Cindy muốn tiến xa hơn trên con đường ca hát thì hãy cẩn thận trước những lời khen kiểu như là giống danh ca Thái Thanh hay ABCD gì đấy. Thế tôi cũng nói như thế, tôi nghĩ rằng là nếu mà cô đừng tin vào những lời khen đấy thì cô sẽ hay hơn rất là nhiều. Thì mấy ngày sau ấy, tôi nhận được một cái tin nhắn như thế này: Cindy cảm ơn anh đã ưu ái khen tặng Cindy, lần sau anh viết bài về Cindy, vui lòng gặp Cindy để có thông tin chính xác. Thì tôi không biết là đấy là một lời cảm ơn thực sự hay là một lời dằn mặt, mà mình dằn mặt mà mình sợ mình cả đêm mình không ngủ được. Bây giờ em giải thích luôn đó. Bây giờ anh mới nói anh thù dai lắm luôn ý. Thật sự lúc đấy là Cindy với cả là anh chưa biết nhau đó. Thì xong rồi thì Cindy chỉ nói là tụi mình thích cái cách viết của anh, tin nhắn của em rất là văn học và rất là văn học, và nó nhân văn đó. Từ vì cái cách nhìn của anh về cái thời điểm đó, tất cả báo đều nói CD như là cái sự gọi là hiếu kỳ, nhưng anh đánh giá CD trong cái góc độ là chuyên nghiệp, CD thích lắm. Cho nên nó là muốn để mà hợp tác với anh, chứ không phải ý là dằn mặt. Ôi trời anh như thế này, em sợ anh luôn ý. Đọc cái tin cho mình thấy ra giống dằn mặt quá à. Mà sợ nó mới đang về quê ăn Tết nên chứ, bảo chở quay lại Sài Gòn mà bà này trời ơi giang hồ xung quanh bà nhiều thế biết đâu. Em không hề chứ. Nên vui vẻ thôi, cũng rất là vui hôm nay. Thật ra lần đầu tiên biết nhau thì biết, gọi là biết nhau thì lâu, nhưng mà đúng là nếu mà đứng chung sân khấu hôm nay mới đứng chung với nhau lần đầu tiên. Còn Cindy thì tôi xem Cindy rất là nhiều rồi, tôi xem cô diễn kịch có, xem đóng phim có, xem hát cũng có. Đó, rất là thú vị, vì tôi nghĩ thực sự cô rất là thú vị. Cô ấy biết cách để làm cho mọi người hứng khởi khi mà xuất hiện trên sân khấu. Còn tất nhiên sẽ có người thích hay là không thích phong cách đấy hay là giọng hát đấy, nhưng vấn đề là khi mà Cindy bước lên sân khấu thì là mọi người gần như bị lôi cuốn thành những gì cô hát đấy. Cái bài Hào Hoa đấy đâu phải ai cũng diễn được kiểu đấy đâu. Tôi nghĩ là có một người Cindy cần phải gặp để khi hát bài đấy, đó là chính tác giả bài này, nhạc sĩ Giao Tiên. Năm nay 70 mấy tuổi rồi vẫn rất đào hoa, rất hào hoa. Mỗi một nhà chú ở Cam Ranh, cứ mỗi một lần có việc vào đây là mình hẹn chú vào đây, là thế nào cũng có vài nàng đi theo. Đó. Trừ những lần đi cùng với cô nhá. Cô là cũng là nàng thơ rất nhiều bài hát của chú. Thì trừ những lần đi cùng với cô, những lần đi một mình ấy, là thế nào cũng sẽ có 2-3 nàng thơ. Mà nàng thơ theo đúng nghĩa đen luôn, tức là những cô đấy có làm thơ. Đó, những người phụ nữ trẻ yêu thơ, làm thơ và đưa cho chú ấy phổ nhạc. Đó, và đi đâu cùng nhau và toàn là gái trẻ thôi. Đó, mà ông già 70 tuổi rồi, duyên ơi là duyên đấy, hào hoa là thế. Thế là mai mốt chú có vào thì anh cho em diễn kiến. Rồi ok, nhảy ngay. Đấy, quả là có một cô diễn bài Hào Hoa của chú điên cuồng hết nấc. Rồi, xin cảm ơn CD rất là nhiều đã đến với Bảo Nam tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Và trước khi chia tay, CD chân thành cảm ơn quý vị đã đến đây để thưởng thức cũng như là chung vui với em trai của CD và xem CD trình diễn. Trước khi chia tay, CD xin chúc quý vị luôn luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe, để lần sau còn đến đây với show của CD nữa chứ. Và đừng ngại khi mà cô ấy điểm danh mọi người ở đây nhé. Xin cảm ơn CD nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền
Vâng, thưa quý vị, đấy, không khí càng về đêm thì vừa vui mà cũng vừa ấm cúng khi mà các ca sĩ trình bày những bài hát tâm đắc nhất của mình. Và sau đây chúng ta cùng đến một phần trình diễn cũng rất đặc biệt của một người anh, một người đồng nghiệp của Bảo Nam. Anh cũng về từ rất là xa, và có thể là những năm tháng trước, như tôi được nói lúc đầu ấy, có những cái hình ảnh, có những cái tiếng hát nó trở thành kỷ niệm với chúng ta, thì bỗng nhiên họ lại biến mất đâu đấy, để rồi đến một ngày bất thình lình để xuất hiện trước mặt chúng ta. Thì có thể những năm tháng trước quý vị đã biết đến anh qua những chương trình ca nhạc ở hải ngoại, và rồi có thể mọi người không thấy anh nữa, rồi cũng không biết là anh đã đi đâu. Cho đến bây giờ thì anh đã xuất hiện rất nhiều sân khấu trong nước, và đêm ngày hôm nay anh có mặt ở đây trong đêm nhạc của Bảo Nam. Chúng ta cùng chào đón phần biểu diễn của ca sĩ Đan Phương.